anh tóc cho អុកអុកអុកអុកប៉ុណ្ណាណាមានទៀតរងឯងគេឲ្យទីស្អីទេអឹងនេះរកខាធួតធួតទៅទៅមិនទេធួតធួតអីតាធួតណាសត្វព្រៃអត់ណាមិនតិចណាជ្រុកព្រៃមកកូនចាំជាងល្អមែនតាអត់តិចដាក់ចូលទេសោះ nung tầm mai ôn nung tầm mai cho bây giờ dương vô mau à mày mày cái đại phi thọt nâng chứ mà lại video nhất mò đó tiếc mò tu sập anh mình đôi vai khô này nhắm. Ba. 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 Ba.
miền bay bú nó đó mới tam mít ok tam mít lâu thôi ở lại vậy. Ai giờ đứng thì trả lấu giờ để thế là như vậy ngăn cho hộ bơ thì xin ba mươi tấn chê nó nâng mưa ẩm mi mi ăn không chết tao ruột về chuột đào một ví dụ này cho mưa đào một nhiều hả biết khăng à đây à sa đây à hí à mưa lên rồi y ô nó tọc bay hết với si tiệt anh ấy cho bật chắc con đi si từ tầm lẽ chắc về si anh ấy lên lên thôi đi off đó là ông kêu bay sập cũng vậy chăng con này kinh con sạch kênh con một ngày anh lê cả đây được một trăm nghìn áo ai đó trời mày này sờ lạnh muốn đi đằng này bạn xây cái lá này pina này à na mì được bốn lần nhiều gần lối chứ à bọn em lần nhiều khỏi bọn em tao bây giờ nó xây như là giờ tình chấm lấy tình cây mũi mà tình cây mũi ngại được tình chú mình đây đây vậy tôi là lợt tiết bầu cho em ทำอะไร
quá rồi bãi hàng nào bắt ôi mày này ê mày về cho mày tám này tám này ê. Tao mua ba cái tụi anh sẽ khó quá. Ừ, tịch ở ly nhà. Vìa Việt phấn trong màu này. Mọi người cuối nè hey kiri kiri apa lagi thot bana kali bong mandi mau ni dulu mau ni tapi mau nak ni nak lang ni ni bahat mah sih hey cái đây là chảy dây. Nè. Nè, mất dấu rồi. À đám này bỏ tụi ai chết khỏi môi chứ nó lại ơi hai ngang mà. Thì tao mà xì không. Ừ bỏ cả đó. Mày. Vì mau ta này thốt vì chất. Có thò ra rồi. Mà cứ chọ chương về mà. Không mấy. Hạt ị à. Mau một tí mau. Chặt bay môi thọt 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 bao khăn bay lên anh lúc hơn chân khăn bay lên vô bay vô bay chi vậy chết rồi đừng chơi cho mưa khăn bay lên cầm lên cầm lên nè à khăn mà cầm ôi đi à ăn phần nè chứ phần nè ăn miên phần nè thọt đâu nè 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 ê ê ê ê hey.